Trong một khúc giá tầm trung thì hãng điện thoại luôn thuộc top đầu trong lòng người tiêu dùng chính là Vivo. Và trong tháng 4 năm nay thì hãng cũng sẽ dự kiến cho ra mắt các smartphone có màn hình gạch chính là Vivo X Flip và Vivo X Fold 2. Bên cạnh đó thì hãng cũng sẽ cho ra mắt một loạt smartphone thuộc dòng S17 Series. Và bây giờ hãy cùng mình nghĩ qua em nó xem có gì hấp dẫn nha. Bắt đầu thôi. Sắp tới đây thì Oppo cũng sẽ cho ra mắt dòng điện thoại Find N2 Flip, mẫu điện thoại gặp đầu tiên của hãng. Tuy chưa được mở bán chính thức nhưng mọi người có thể pre-order trên trang web chính thức của Thế Giới Di Động để nhận thêm nhiều ưu đãi cực kỳ hấp dẫn nha. Kế đó, bộ đôi i34 và i54 của nhà Samsung cũng sẽ được ra mắt tại trang web của Thế Giới Di Động. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta có thể pre-order trước để nhận thêm nhiều phần quà và ưu đãi hấp dẫn khác từ ngày 27 đến 29 tháng 3 nha. Bên cạnh đó thì Redmi Note 12 của nhà Xiaomi cũng sắp được trình làng. Mọi người có thể đặt trước hoặc là tham khảo tại trang web của Thế Giới Di Động. Mình sẽ để link các sản phẩm dưới phần mô tả nha. Chi tiết hơn thì Vivo S17 Series sẽ gồm 3 mẫu là Vivo S17, Vivo S17 Pro và Vivo S17e. Ở phiên bản tiền nhiệm của nó chính là Vivo S16 Pro thì đã được đổi tên thành Vivo V29 Pro trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên thì chưa có thông tin nào xác thực cho rằng bộ đôi S17 Pro và S17e cũng sẽ được đổi tên như là S16 Pro hết. Theo dự đoán thì S17 sẽ được trang bị màn hình Super AMOLED với các cạnh cong ở phần viền. Và dòng S17 dự kiến sẽ có dung lượng RAM là 8 hoặc là 12GB. Trong đó thì máy được hỗ trợ RAM ảo và bộ nhớ trong là 128 hoặc là 256GB. Các thông tin rò rỉ khác cũng nói rằng có lẽ hãng sẽ cho ra mắt thêm phiên bản RAM 16GB cùng hệ thống camera chính hỗ trợ chống rung quang học. Điều này cũng đồng nghĩa với việc camera của dòng mới này sẽ được nâng cấp vượt trội hơn hẳn các phiên bản tiền nhiệm. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ trong video clip ngày hôm nay. Mọi người hãy theo dõi trang web của Thế Giới Di Động để cập nhật thêm nhiều thông tin chi tiết mới nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye.